nhưng mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp giấy mực cho cái máy EOS 2 này. Thì đầu tiên mình sẽ lắp giấy. Mình sẽ để cái khóa này về mức unlock là cái mức này. Rồi mình kéo ra. Mình có chuẩn bị sẵn một cuộn giấy 100m. Cái này có thể kéo vô ra được này. Mình cho nó vào sát trong luôn. Rồi. Cái này sau khi đã đặt giấy vô cái trục giấy thì mình khóa cái nắp lại. Mình nhớ là phải cố định chắc cái này luôn nha, không để giấy không phải chạy ra thì vô. Sau khi cố định thì mình bạn vặn cái khóa này về cái hiệu lock, cái hiệu này bằng bên phải. Rồi, nó sẽ giữ lại cái khẩu giấy cho bạn không bị dịch ra dịch vô. Tiếp theo là bạn luồn như cái này. Có một thanh này. Mình luồn như thanh đen này. Rồi đầu pin. Bật pin lên, bật như này. Để lên. Mình sẽ luồn dưới thế này. Bạn nhớ nha. Máy này có một con cảm biến màu nó lên sáng đen này. Nó sẽ đọc được cái khẩu giấy của mình là khẩu giấy gì, cho nên bạn phải để cái con cảm biến này vào trong cái khẩu giấy. Như này, cụ thể như này. Đó. Rồi. Nhớ là luồn dưới cái trục điện này nha. Rồi, tiếp theo là lắp mực. Mực thì đây là con mực mình đã chuẩn bị sẵn. Thì mực thường thường nó sẽ có hai mặt, một mặt không mực và mặt có mực. Thì mặt có mực là sẽ là mặt ngoài này, mặt cái màu sẫm hơn, nhám hơn. Đối với mực thì mình sẽ lắp như này. Đây là trục mực. Là lắp cái cục mực mới của mình. Rồi. Cái mực thì để nó in được thì nó phải tiếp xúc với giấy. Mình phải luôn như này. Luồn dưới cái dưới rồi. Tiếp theo là cái trục thu. Điều không? Rồi cái này thì mình cố định lại thôi. Vâng, mọi thông tin chi tiết xin các bạn liên hệ đến công ty Thế Giới Mà Vạch để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp. Xin cảm ơn.